Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô vợ hứa hôn của sếp tổng của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này đã gần 1 giờ sáng, Trúc Ngân đã thấm mệt và uể oải. Cuối cùng cũng xong rồi. Vất vả cho em và mọi người. Không có gì đâu anh, chỉ mong sẽ thành công. Ừ, cũng muộn lắm rồi, để anh đưa em về. Hiếu Hiệp vừa nói xong, sắc mặt lạnh như tiền của Thanh Bình lập tức bao phủ màn u ám. Tôi còn ở đây, việc đó không đến lượt anh đâu, chúng ta về thôi. Trúc Ngân nhìn đến Thanh Bình, trong lòng có chút áy náy và xót. Không nghĩ Thanh Bình vậy mà ở lại cùng đến tận giờ này. Anh lại còn giúp đỡ nhiều trong chiến lược nữa. Vì vậy cô cũng không tranh cãi với anh mà lên tiếng. Sếp tổng Bình tiện đường nên em quá giang về luôn. Anh cũng về nghỉ ngơi sớm nha. Hiếu Hiệp hiểu nguyên nhân nên chỉ nói. Nếu vậy phiền tổng giám đốc Bình đưa Trúc Ngân về dùm. Không cần anh nhờ thì tôi cũng làm theo. Nói rồi Thanh Bình đứng lên. Anh đặt tay lên eo Trúc Ngân rồi kéo cô rời đi. Cô gỡ ra nhưng anh càng siết chặt hơn. Vậy thôi, em về trước. Ừ, em về cẩn thận. Ra đến bên ngoài cô mới đưa chân dẫm lên giày của anh. Anh là Sa mà, sao cứ thích dính vào người khác thế? Anh chính là đang khẳng định chủ quyền của mình. Mà trông em mệt mỏi như thế có cần anh bồng không? Làm ơn để tôi yên. Sao anh cơ hội mọi lúc mọi nơi thế? Trúc Ngân rất mệt, cô chỉ muốn nhanh về nhà để ngủ mà thôi. Cô bỏ đi vào thang máy, còn Thanh Bình theo phía sau cô. Trên đường về Trúc Ngân đã ngủ quên. Thanh Bình lái xe nhìn qua thấy cô như thế liền thấy xót. Dừng xe lại anh lấy áo khoác đắp cho cô. Bàn tay vô thức chạm lên má cô, ánh mắt chất chứa bao nhiêu là yêu thương. Lúc này ở biệt thự của ông Phạm, bà hai thỏ thẻ thế nào mà ông Phạm đồng ý để bà ta cho người báo cho Mạnh Hùng biết ông đang không khỏe để anh về nhà. Sau đó anh đã về nhà thật. Vừa đặt chân vào phòng khách trông thấy ông Phạm, còn bà hai trưng ra vẻ niềm nở, nhưng trông cứng đờ vì gương mặt trải qua nhiều thẩm mỹ. Mạnh Hùng về rồi kìa ông, có con về ông vui khỏe phải không? Tôi là người chứ có phải thuốc tiên đâu, hay vốn dĩ ba tôi vẫn bình thường. Bà hai quay sang ra hiệu với ông Phạm. Qua này ba hơi mệt trong người thật. Con về đúng lúc, có con bé Thủy Chi đến thăm ba. Hai đứa làm quen với nhau đi. Bà hai cũng đốc thúc. Con chào Mạnh Hùng đi. Thủy Chi ngồi bên cạnh bà hai. Từ khi Mạnh Hùng bước vào, cô ta đã không rời mắt khỏi anh. Nghe ông Phạm nói liền ra vẻ e thẹn nói. Em chào anh, em tên Thủy Chi, rất vui vì được gặp anh. Mạnh Hùng thờ ơ, mặt không cảm xúc. Ánh mắt không hề nhìn cô dù chỉ là một cái liếc mắt. Nói một câu với ông Phạm khiến Thủy Chi sượng chân. Khách của ba liên quan gì đến con? Sau đó anh lại hỏi ông Phạm. Bác sĩ Trinh nói ba thế nào? Vốn dĩ ông Phạm đang bình thường. Sợ việc nói dối bị Mạnh Hùng phát giác. Bà hai vội trả lời. Ông tuổi cao nên sức khỏe không tốt. Lại có tiền sử tim mạch nên mệt thất thường. Dì có nói để bác sĩ Trinh đến khám nhưng ông không chịu. Chủ yếu ông muốn con về thăm. Phải không ông? Lâu rồi con không về nhà ăn cơm rồi. Ba biết công việc con bận nhưng ba già rồi. Sống không còn được bao lâu nữa. Ba chỉ có tâm nguyện trước khi theo ông bà. Nhìn thấy con yên bề xa thất. Được nhìn cháu nội chào đời. Ba không còn gì phải tiếc nuối. Bà hai được cơ hội lập tức mở lời. Con bé Thủy Chi ngoan hiền, xinh đẹp giỏi giang lắm đó ông. Con có thể thử tìm hiểu Thùy Chi. Ba thấy con bé rất hợp để lấy làm vợ. Có thể chăm lo vun vén gia đình. Còn con cũng yên tâm lo cho công việc ở ngoài. Hình như chủ ý ba muốn con về không phải vì sức khỏe của ba thì phải. Con hiểu sai ý ba rồi. Đúng dịp Thùy Chi đến chơi nên ba muốn hai đứa làm quen với nhau thôi. Ba hiểu tính con mà. Những việc này con không muốn lặp lại đâu. Nhà có bác sĩ gia đình. Có gì ba gọi bác sĩ Trinh đến. Còn không thì tới bệnh viện. Con rất bận, đừng lấy cớ kêu con về với những trò này. Mạnh Hùng đứng lên, bà hai liền lên tiếng. Con ở lại ăn bữa cơm đã, dù gì cũng đã về nhà rồi. Con không thể ăn cơm với ba bữa cơm sao Mạnh Hùng? Ông Phạm nói với vẻ buồn bã, trên gương mặt in hẳn dấu vết thời gian, để lại đang ẩn chứa nỗi trăn trở cắn rứt. Ba thừa biết nguyên nhân mà. Nói rồi Mạnh Hùng rời bước đi thẳng ra ngoài, bà hai có thái độ khó chịu. Đối với ba ruột mà còn hơn kẻ thù, tôi thấy Mạnh Hùng không hề tôn trọng ông một chút nào. Chắc vì ông đã giao toàn bộ sản nghiệp nên nó mới đối với ông như thế. Ông Phạm đứng dậy buông một câu. Bà không hiểu được đâu. Sau đó ông bỏ lên lầu, phòng khách chỉ còn lại mỗi mình bà hai và Thủy Chi. Con thấy anh Mạnh Hùng quá lạnh lùng, anh ấy không thèm để ý đến con. Thủy Chi dù trong lòng cũng thích Mạnh Hùng, nhưng trước mắt cô cảm thấy khó nên hơi nản. Bà hai nắm tay cô trấn an. Con yên tâm, dì sẽ tìm cách giúp con có được Mạnh Hùng. Chỉ có con mới xứng làm mợ chủ nhà họ Phạm mà thôi. Nhìn cơ ngơi ở đây, một cô gái xuất thân bình thường như Thủy Chi có mơ cũng chẳng dám. Nhưng từ khi gặp bà hai, cùng viễn cảnh bà ta vẽ ra tham vọng, cô càng lúc càng nhiều. Có một điều cô không hiểu, bà vốn chỉ quen biết với ba mẹ cô thôi, nhưng lại thương giúp cô nhiều như vậy. Từ một cô gái sống ở khu ngoại ô sang trung tâm thành phố, cô được ở nhà chung cư, mua sắm cho cô đầy đủ để cô trưng diện, tìm cho cô công việc nhẹ lương cao. Bà chỉ là người dưng, lại đối tốt với cô hơn cả ba mẹ ruột. Từ nhỏ Thùy Chi đã vất vả, dưới cô còn có một người em gái. Ba mẹ cô có phần thiên vị hơn, cái gì cũng em, còn cô ngoài giờ học phải lo công việc nhà, làm không đúng ý sẽ bị mắng chửi. Là con gái nhưng cô chưa được ba mẹ đưa đi chơi hay mua quà gì cả. Đến sinh nhật 18 tuổi có người chuyển phát mang lại được hộp quà to. Tất cả đều là váy đẹp, giày, đồ dùng cho con gái. Cô rất thích, mẹ cô nói đây là quà của người dì bạn của mẹ. Rõ ràng trong thiệp để tên cô, vậy mà mẹ cô bảo này cho em cô. Thùy Chi nghe vậy rồi thôi, sau đó em gái có váy mới mặc, còn cô chỉ mặc đồ cũ. Có lẽ cuộc sống của cô sẽ tiếp diễn như thế, cho đến vài tháng trước, có người phụ nữ sang trọng tìm đến nhà. Thấy cô đã ôm chầm lấy mà xúc động, sau đó Thủy Chi mới biết đây là người gì gửi quà sinh nhật cho. Thế cô mặc đồ cũ mới hỏi đồ mới sao không mặc. Cô cũng nói mình không có đồ mới. Xong rồi cô thấy bà có vẻ giận dữ, bảo cô ra ngoài để nói chuyện riêng với ba mẹ cô. Không biết nói gì, sau đó ba mẹ cô kêu cô theo bà hai. Bà sẽ nuôi cô, ở đây nuôi không nổi nữa. Thùy Chi cũng đã chán cuộc sống nghèo khổ, cô muốn đổi đời, không do dự cô đã đồng ý ngay. Sao dì lại tốt với con như vậy? Dì thương con, thấy con ở gia đình đó chịu nhiều thiệt thòi quá. Từ giờ dì sẽ bù đắp để con có cuộc sống như một nàng công chúa. Con sẽ là vợ Mạnh Hùng, mợ chủ của nhà này. Con cảm ơn dì thương con còn hơn cả ba mẹ ruột của con. Không biết con làm gì để đền ơn của dì nữa. Cứ nghe lời dì là được. Tạm thời con ở căn hộ dì mua một thời gian đã. Dì sẽ nghĩ cách để con đường hoàng bước vào ngôi nhà này với vai trò mợ chủ. Dạ. Cả hai người đều có những vọng tưởng cho riêng mình, chung quy đều bắt nguồn từ sự tham lam. Từ khi chuyện ảnh chụp của cô bị ở nhà biết thì gần như bà Hà không cho cô ra ngoài. Hiện tại ở trường thông báo cho nghỉ nên cô không phải đi học. Ngọc Châu buồn chán chỉ ở trong phòng. Cô thấy việc của mình cũng không có gì to lớn, chẳng qua người ta dựng chuyện vu khống. Bài báo cũng không còn. Vậy mà thái độ của bà Hà lại quản thúc cô một cách khắt khe. Bất giác cô nghĩ đến Mạnh Hùng, cô lại nhớ đến lời Trúc Ngân nói. Liệu có phải đó là thích không? Trong đầu cô cứ hiện ra hình ảnh của Mạnh Hùng. Thậm chí không gặp, cô có cảm giác nhớ. Cô cũng lo chuyện ảnh chụp, không biết ảnh hưởng gì đến anh không. Nhưng cô lại không nhớ số của anh. Trước đó có lưu, nhưng bà Hà mượn lại điện thoại, cô biết là kiểm tra. Sợ mọi việc trở nên phức tạp, nhất là ảnh hưởng đến Mạnh Hùng, cô đã xóa số ảnh khỏi danh bạ. Thậm chí trong nhật ký do vội cô không kịp nhớ hay ghi lại. Nằm vật vờ trên giường với tâm trạng chán nản, đột nhiên điện thoại cô đổ chuông. Nhìn cuộc gọi đến là dãy số trong đầu có sự quen thuộc. Cô vui mừng nghe máy ngay. Là chú hả? Số tôi không phải đã lưu rồi sao mà giờ hỏi câu này? Ngọc Châu liền nói dối. Tại cháu không kịp nhìn xem thôi. Ừ, giờ ra ngoài được không? Tôi muốn gặp em. Ngọc Châu cũng muốn gặp, nhưng giờ tối cô khó mà ra ngoài được. Cô nói với giọng buồn thiu. Cháu không đi được rồi. Ừ, không sao. Mà chú, sao hả? Chú có xem báo không? Gần như là không có, mà có gì à? Ngọc Châu định hỏi xem anh biết chuyện bài báo bịa đặt của cô không. Nhưng anh không biết, cô cũng không nên nói. Dù sao đây cũng là việc của cô. Trong tấm ảnh cũng không nhìn rõ mặt anh. Vậy là không ảnh hưởng gì. Cô cũng thầm mừng. Dạ không có gì đâu, cháu hỏi vậy thôi. Thật không? Thật ạ, thật đến 99%. Vậy còn 1%? Cũng có tí nhưng không đáng kể lắm. Cốc. Ngọc Châu, con uống sữa đi. Buổi chiều con không ăn gì định để bụng đói ngủ hả? Bên ngoài giọng bà Hà vang lên. Ngọc Châu giật mình, cô định bảo tắt máy. Thì bên kia Mạnh Hùng đã hỏi. Sao lại không ăn? Tại cháu không đói, giờ cháu tắt máy nha. Có gì nói chuyện với chú sau. Khoan đã. Sao hả chú? Đi ăn gì rồi hãy ngủ. Dạ. Không được dạ cho có đó. Trong bụng Ngọc Châu nghĩ. Cháu không ăn chú cũng đâu biết. Đừng có mà lừa tôi biết hết đó. Bất giác cô giật mình. Giống như người bị bên kia nhìn thấu tâm can vậy. Cháu biết rồi, cháu sẽ ăn mà. Ừ, vậy mới ngoan, tôi thương. Ngọc Châu, con ngủ rồi hả? Bên ngoài bà Hà lại nói. Vì vậy Ngọc Châu luống cuống. Vậy cháu tắt máy nha, chúc chú ngủ ngon. Tắt xong cô đặt điện thoại xuống dưới gối. Sau đó sực nhớ. Chú ấy hồi nãy nói thương em thì phải. Lẩm bẩm xong cô lại cười một mình. Trong lòng chợt rộn ràng làm sao. Bên ngoài bà Hà lại gọi. Ngọc Châu tạm gác lại cảm xúc của mình. Rồi đi đến mở cửa. Mẹ. Bà Hà xót con gái nên nói giọng nhỏ nhẹ. Con xuống ăn chút gì đi rồi hãy uống thêm sữa. Buổi chiều không ăn bụng đói làm sao mà ngủ. Tưởng Ngọc Châu sẽ bướng, nào ngờ cô ngoan ngoãn. Dạ. Bà Hà vui mà nói. Vậy để mẹ kêu chị Tâm nấu gì cho con ăn. Cơm từ chiều không ngon nữa. Sau đó cô cùng bà Hà xuống dưới nhà. Có lẽ bà sẽ không biết nguyên nhân tại sao cô con gái mình ngoan nghe lời như thế. Trúc Ngân lúc này chuẩn bị đến Phát Lộc. Cô nhớ lại tối qua mình ngủ quên trên xe của Thanh Bình. Cảm giác lạnh lạnh ở mặt làm giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra trông thấy anh đang nhìn mình. Bàn tay vẫn còn để trên mặt. Lúc đó cô bối rối, cảm xúc bấn loạn. Em thức rồi. Khi Thanh Bình cất tiếng hỏi cô mới có phản ứng. Anh làm gì tôi vậy? Ngắm em. Anh là đồ vô liêm sỉ. Miệng nhỏ em thích chửi thế nhỉ? Tôi chửi vì anh không đàng hoàng. Tôi ngủ quên thì anh phải gọi tôi dậy. Có đâu lợi dụng tôi, sàm sỡ tôi như thế. Dù gì cũng mang tiếng sàm sỡ. Không ấy anh... Nhìn thấy biểu cảm hơi gian manh của anh, Trúc Ngân đề phòng ngay. Anh thử xem. Tôi không có hiền như anh nghĩ đâu. Anh có nói em hiền bao giờ? Ý anh là sao hả? Lúc nào ở gần anh em không xù lông nhím của em đâu. Anh mới nhím thì có. Không thèm nói chuyện với anh. Tôi vào nhà ngủ đây. Tôi mệt lắm. Để anh nấu gì cho em ăn rồi hãy ngủ. Sẽ ngon và sâu giấc hơn. Thôi tôi không dám ăn đồ anh nấu đâu. Ngon quá làm em nghiện chứ gì. Trúc Ngân bĩu môi. Lại tự luyến. Đồ anh nấu dở ẹc. Vậy mà lần nào em ăn cũng có biểu cảm rất thèm thế nhỉ. Tôi giả bộ đó. Vậy mà anh cũng tin, lêu lêu. Hành động đáng yêu của cô làm Thanh Bình không kiềm chế được. Ánh mắt hiện lên sự chiếm hữu. Em còn khiêu khích anh. Hậu quả em tự nhận. Trúc Ngân rất nhạy. Cô đã bị anh hôn mấy lần nên phản ứng nhanh. Đưa tay che lấy miệng mình. Anh đừng làm càn. Tôi xuống xe đây. Còn áo của anh. Áo của anh liên quan gì đến tôi? Vừa nói xong Trúc Ngân cũng phát hiện áo khoác Thanh Bình trên người mình. Hóa ra khi cô ngủ anh đã đáp. Bất giác cô cảm nhận được dòng ấm nóng lan tràn trong lòng mình. Dù cô hay đôi co nhưng không phủ nhận sự quan tâm mà anh dành cho cô. Trúc Ngân đưa áo trả cho anh. Cảm ơn anh. Sau đó cô mở cửa xe bước xuống. Nhiều khi cô không hiểu được mình nữa. muốn tránh xa anh, nhưng ông trời lại trêu ngươi, cứ tạo cơ hội để cả hai càng xích lại gần hơn. Bất giác cô nhìn xuống cổ tay, chiếc vòng anh đeo cho cô vừa vặn đến mức cô không thể tháo ra. Không lẽ nó giống như câu chuyện mà anh đã kể? Càng nghĩ Trúc Ngân càng rối. Cô sợ nếu cứ gần anh, lớp vỏ của mình sẽ bị vạch trần mất. Mở cửa bước ra khỏi nhà, cô đã nhìn thấy Thanh Bình dựa người vào cửa nhà như đang chờ đợi. Cô định làm lơ lướt qua luôn thì anh đã lên tiếng. Em thật không có lương tâm. Anh đợi em cả buổi mà em xem anh như không khí. Tôi có bảo anh đợi đâu mà kể lể. Ừ thì anh tự nguyện. Em không cảm động một chút nào à? Tôi chỉ thấy cảm lạnh thì có. Lạnh vậy để anh ôm em. Tôi thấy anh nên bào cho mặt mình mỏng bớt đi, chứ dày lắm rồi. Miệng em chê chứ trong lòng em lại rất thích. À mà ngày mốt là chúng ta sẽ đi công tác. Đáng lẽ đã đi sớm nhưng có việc nên rời lại. Tôi phải giải quyết vấn đề của Phát Lộc, không đi được đâu. Không được, em phải đi cùng anh. Anh đừng có ngang ngược vô lý như vậy. Đây là việc hệ trọng không phải trò đùa. Anh đã giúp cùng em làm xong chiến lược marketing, còn lại tự anh ta không lẽ không làm được. Biết là anh Hiếu Hiệp làm được, nhưng tôi cũng phải có trách nhiệm trong đó. Em quên mình đã đồng ý với anh à? Trước đó là vậy, giờ xảy ra việc đột xuất này, tôi cũng đâu muốn thành người thất hứa. Từ đây đến ngày đi, có thể sự việc đã giải quyết được. Sao anh chắc như thế? Để lãnh đạo cả một công ty, lời anh nói không chỉ là lời nói suông. Trúc Ngân không phủ nhận năng lực của Thanh Bình. Chiến lược tối qua đều do anh đưa ra. Thời gian của anh quý giá thế nào cô hiểu rõ. Không tự dưng anh phí thời gian bỏ công bỏ sức ra vì một việc không liên quan đến mình. Cô biết hết, cô cũng thấy được. Chỉ là có những tổn thương không phải nói xóa hết là được. Thôi thì thế này, nếu tới đó mọi việc đã ổn thì tôi sẽ đi cùng anh. Chứ tôi cũng không mang tiếng là người thất hứa, nhất là kẻ hay thừa cơ hội như anh. Anh cơ hội vì anh muốn gần em mà thôi. Em lúc nào cũng muốn đẩy anh ra. Câu anh nói tự nhiên làm cho cô lặng người đi vài giây. Trong lòng chợt nặng trĩu, khó chịu lắm. Đầu cô anh ngốc đến mức tự tay chặt đứt hy vọng, niềm vui, thậm chí cả là hạnh phúc của mình. Cô đã từng là cô gái ngây thơ đến khờ khạo, xem ai đó là cả bầu trời mà đặt cả trái tim. Nhưng rồi đổi lại, chỉ có sự buồn tủi cùng nước mắt. Đưa tay lau đi giọt nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt, cô nói. Bây giờ tôi phải đến Phát Lộc đây. Anh đưa em đi. Không cần đâu, tôi có tài xế chở rồi. Không đi cùng anh em đừng có hối hận đó. Đi cùng anh tôi mới hối hận đó. Nói rồi Trúc Ngân bỏ đi trước. Đúng lúc Thanh Bình có điện thoại nên anh không kịp đuổi theo cô. Thang máy cũng đã đóng cửa lại. Số gọi đến là ở nhà. Thanh Bình liền nghe máy. Không biết bên kia nói gì mà anh chỉ đáp lại. Giờ con sẽ về nhà. Thanh Bình tiến đến thang máy xuống thẳng tầng hầm. Khi anh mở cửa ngồi vào xe rồi mới phát hiện động cơ không hoạt động. Không biết xe gặp vấn đề gì. Mở cửa để xem nhưng lại không mở cửa. Xe bị gì thế này? Xe Thanh Bình định kỳ đều có người mang xe đi kiểm tra bảo dưỡng nên sẽ không tự dưng gặp sự cố thế này. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên. Bỗng nhiên lúc này anh ngửi thấy có mùi lạ, càng lúc càng nồng nặc. Nó làm cho anh khó thở. Thanh Bình nhanh trí kiếm gì đó bịt miệng vào mũi mình lại. Trong xe có trang bị dụng cụ cứu hộ. Anh mới lấy búa ra đập vỡ cửa kính. Trước đó đã hít phải khí độc nên lúc này anh dần mất sức. Tưởng chừng sẽ chết thì anh dồn hết sức vào lần cuối. Cánh cửa cũng mở được. Thanh Bình vừa đưa đầu ra đã lịm đi. Thanh Bình được người ở chung cư phát hiện và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tình hình khá nghiêm trọng vì hít nhiều khí độc. Lúc này ở nhà bà Hà, ông Tùng được báo tin đã đến ngay bệnh viện. Ngọc Châu cũng đi theo. Cả ba người ngồi chờ ở trước cửa phòng cấp cứu với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Sao tự nhiên Thanh Bình lại gặp chuyện? Vừa nãy gọi con còn bảo sẽ về nhà mà giờ lại nằm trong đó. Em đừng quá lo lắng, con sẽ không có chuyện gì đâu. Là người đàn ông trụ cột của gia đình nên ông Tùng ngoài mặt rất bình tĩnh. Tuy nhiên ở cương vị một người làm ba, trước an nguy của con trai sao có thể không lo. Chỉ là ông giấu nó ở trong lòng, không biểu lộ ra mặt mà thôi. Ngọc Châu ngồi bên cạnh yếu đuối hơn nên đã khóc. Anh hai nhất định sẽ bình an. Chợt nhớ đến Trúc Ngân, cô lập tức lấy điện thoại ra gọi. Chị Ngân chắc không biết, để con cho chị ấy hay. Ông Tùng cùng bà Hà cũng không có ý kiến. Trúc Ngân được tài xế đưa đến Phát Lộc, đang ở phòng làm việc cùng Hiếu Hiệp. Tự dưng cô cảm thấy lòng mình bất an, giống như sắp có chuyện gì xảy đến vậy. Sự bồn chồn làm cô mất tập trung, không nghe Hiếu Hiệp nói. Trúc Ngân, em không khỏe hả? Choang. Cô giật mình, không cẩn thận đưa tay cô trúng ly cà phê trên bàn rớt xuống sàn vỡ tan tành. Cô lúng túng. Em thật bất cẩn, để em đi dọn. Mà anh nói gì hả? Em có chuyện gì đúng không? Đâu có, em bình thường mà. Vừa nãy em không để ý nên lỡ tay đụng trúng ly cà phê thôi. Chuyện khách hàng em không cần quá lo. Dạ thôi để em dọn. Em ngồi đó đi, mảnh sứ bén lắm. Sẽ làm em bị thương đó, để anh làm cho. Reng reng reng. Đúng lúc điện thoại của cô đặt trên bàn đổ chuông, Trúc Ngân thấy là Ngọc Châu mới cầm lên. Em nghe điện thoại một lát. Ừ, em nghe đi. Hiếu Hiệp cũng đi lấy đồ đến dọn những mảnh sứ vương vãi dưới sàn. Trúc Ngân lúc này mở điện thoại nghe máy. Chị nghe đây. Bên kia là tiếng khóc thút thít không nói nên lời của Ngọc Châu. Chị, anh hai em... Nhận ra vẻ khác thường cùng lời nói đứt quãng lại làm cho Trúc Ngân nôn nóng. Anh hai em thế nào? Anh hai đang cấp cứu ở bệnh viện, chị đến đây đi. Hai tay cô lùng bùng, cả người run lẩy bẩy. Một nỗi sợ vô hình bao lấy cô. Anh hai em bị gì hả? Em cũng không biết, nhưng nghe nói trúng độc gì đó. Giờ anh hai em đang ở bệnh viện nào, chị sẽ đến ngay. Sau khi Ngọc Châu nói thông tin bệnh viện xong, Trúc Ngân tắt máy. Cô lập tức thu dọn để đến đó, nhưng tay chân luống cuống không biết làm gì, nước mắt bất giác rơi không kiểm soát. Hiếu Hiệp đúng lúc quay lại thấy cô khóc, liền đi nhanh tới lo lắng. Em làm sao vậy? Em có việc phải đi, công việc mình bàn sau nha anh. Em ổn không? Có cần anh đưa em đi không? Không sao, em có tài xế, thôi em đi nha. Trúc Ngân cầm túi xách, vội vã rời khỏi phòng làm việc của Hiếu Hiệp. Vào thang máy chỉ bấm xuống tầng thôi mà cô phải thao tác tận mấy lần chỉ vì tay đang run. Thanh Bình, anh không được có chuyện gì đâu đó. Vừa ra đến cửa tài xế đã chờ sẵn vì cô có gọi khi ở trong thang máy. Lên xe rồi cô kêu chở mình đến Bệnh viện Quốc tế Đông Á. Tới nơi cô hối hả chạy vào, hỏi y tá xong liền đến phòng cấp cứu ngay. Ba, mẹ, Ngọc Châu, anh Thanh Bình sao rồi? Chị đến rồi. Bà Hà nắm lấy tay cô, mắt đỏ hoe. Thanh Bình vẫn còn đang cấp cứu trong đó. Gần 1 tiếng rồi mà chưa có tin tức gì. Đưa mắt nhìn đến cánh cửa đóng chặt kia, người đàn ông mà cô đã yêu và chưa từng hết yêu đang nằm trong đó. Rõ ràng mới nãy thôi anh vẫn còn nói chuyện với cô. Tại sao bây giờ lại thành thế này? Không đi cùng anh em sẽ hối hận. Câu nói của anh văng vẳng bên tai cô. Không lẽ đây là điểm báo trước? Nếu như anh có chuyện gì cô sẽ hối hận cả đời. Phải chi cô đi cùng anh đã không có chuyện. Lồng ngực cô như bị bóp nghẹt, gần như không thể thở nổi. Nước mắt Trúc Ngân rơi lã chã. Anh ấy nhất định sẽ không sao đâu. Con tin là như thế. Nhìn cô khóc, bà Hà thậm chí cả ông Tùng cũng phải xót xa. Cả hai giống như cô, ngay lúc này chỉ mong một điều gì đó mà thôi. Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Cả 4 người đứng lên đi đến. Ai cũng mong chờ tin tốt từ bác sĩ. Còn tôi thế nào rồi bác sĩ? Ông Tùng là người mở lời hỏi bác sĩ. Bệnh nhân hít phải lượng khói độc rất lớn. Nó ảnh hưởng đến phổi và cả thần kinh não bộ. Dù đã qua nguy hiểm, nhưng hiện tại bệnh nhân vẫn còn hôn mê. Vậy khi nào con tôi tỉnh lại vậy bác sĩ? Việc này tôi không thể chắc chắn. Bệnh nhân cần phải theo dõi. Ý bác sĩ là thế nào? Vì tổn thương đến não nên chúng tôi không thể chắc chắn việc bệnh nhân tỉnh lại lúc nào. Có thể 1-2 ngày hoặc lâu hơn. Nghe lời bác sĩ nói, gương mặt ai cũng hoang mang. Trúc Ngân thậm chí còn không đứng vững. May Ngọc Châu đỡ cô kịp. Chị có sao không chị? Cô nhìn Ngọc Châu với gương mặt đẫm nước mắt. Tâm trạng bất ổn nên cô chỉ có thể lắc đầu thay cho câu trả lời. Ông Tùng hiểu lời bác sĩ nói, ông nghĩ theo hướng tích cực mà an ủi và cả Ngọc Châu cùng Trúc Ngân. Thanh Bình sẽ sớm tỉnh lại thôi. Tất cả nghe xong đều im lặng, chỉ có thể tin như vậy mà thôi. Đã 2 ngày rồi mà Thanh Bình vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Anh vẫn nằm im giống như đang ngủ trên giường bệnh. Hiện tại anh không thể điều hành quyết định chuyện công ty nên ông Tùng phải thay thế. Bà Hà túc trực trong phòng bệnh. Tối qua có dấu hiệu tụt huyết áp làm mệt nên Trúc Ngân nói bà về nhà nghỉ ngơi. Cô sẽ chăm sóc cho Thanh Bình. Ngọc Châu cũng nói sẽ ở lại cùng cô. Bà Hà cũng lo muốn bên cạnh con trai nhưng sức khỏe yếu, không muốn lại khiến mọi người lo lắng cho mình nên đã nghe mà về nhà. Ngọc Châu ra ngoài mua ít đồ. Trong phòng chỉ còn mình Trúc Ngân mà thôi. Lúc này cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa hai người. Bình thường gần nhau cô ít khi nói chuyện nhẹ nhàng đàng hoàng với anh, không đôi co lại tranh cãi. Những lúc như vậy anh luôn nhún nhường, nhưng vì cái tôi quá lớn cô không chịu hạ mình. Giờ nhìn anh nằm im như vậy cô không quen. Cô rất nhớ những khoảnh khắc của cả hai đã trải qua. Lúc này cô nhận ra một điều, thật sự nếu không còn anh, mọi thứ của cô sẽ trở nên vô nghĩa. Quá khứ từng chịu tổn thương, nhưng tình yêu cô dành cho anh vẫn vẹn nguyên, chỉ do cô không chịu thừa nhận mà thôi. Cầm lấy bàn tay của anh, cô áp lên mặt mình, một giọt nước mắt lăn dài rơi xuống. Anh tỉnh lại đi được không? Anh cứ như thế này em sẽ mặc kệ anh đấy. Dù cô nói gì thì người vẫn nằm bất động đó, nước mắt của cô mỗi lúc rơi nhiều hơn. Anh nghe em nói không hả? Mở mắt ra nhìn em đi mà. 5 năm trước, em đã tự nhủ phải quên anh. Em cố gắng thay đổi và em đã thành công với công việc của mình lựa chọn. Duy chỉ có một thứ em lại không làm được, đó chính là ngừng yêu anh. Em biết mình hèn mọn, rõ ràng anh không hề có tình cảm gì với em. Vậy mà em vẫn không cách nào để quên được anh. Em chỉ còn cách cất giấu nó đi, tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ. Đáng lẽ cuộc sống của em sẽ là đường thẳng song song với anh. Nhưng khi về đây, gặp anh, trái tim em lại trỗi dậy mãnh liệt. Đôi khi em còn không làm chủ được mình. Đối diện với anh em phải gồng mình thế nào, chỉ để anh không nhận ra. Nhưng tất cả đã trở nên vô ích. Khi anh nằm đây em mới biết bản thân không thể thiếu anh. Dù cho tình yêu của em có hèn mọn thì em vẫn yêu anh. Duy nhất chỉ anh mà thôi. Thanh Bình, anh tỉnh lại đi mà. Trúc Ngân nức nở nghẹn ngào. Cô khóc đến đau lòng. Nhìn người đàn ông mà cô yêu vẫn cứ nằm im đó, mà trái tim cô quặn thắt từng cơn. Em hối hận rồi. Hối hận vì không thừa nhận mình yêu anh. Vẫn luôn yêu. Cô gục mặt xuống giường mà khóc. Lúc này đôi mắt tưởng chừng ngủ say kia dường như đang có phản ứng. Ngọc Châu ra ngoài mua chút đồ cần thiết. Cô thấy Trúc Ngân vì chăm cho anh trai mà quên cả sức khỏe bản thân, không chịu ăn gì cả, khuyên lắm mới ăn được một chút. Cô nhớ hôm đến nhà ăn cua, Trúc Ngân ăn rất ngon miệng. Trước mặt có một nhà hàng hải sản nên cô đã đi vào để mua. Vì nhà hàng không chế biến sẵn nên cô phải chờ. Trong lúc này Bích Vân cũng đang ăn ở nhà hàng này. Dù Ngọc Châu đeo khẩu trang nhưng cô ta vẫn nhìn ra. Trong lòng sẵn ghét từ trước cũng như lòng đố kỵ, cô ta nở nụ cười thâm hiểm. Sau đó nói với người đàn ông ngồi cùng: Em đi vệ sinh một lát. Nói rồi Bích Vân nở nụ cười với người đàn ông đối diện, rồi đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh. Bích Vân đưa mắt cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không có ai mới lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Mon. Chị nghe đây, em gặp giám đốc Hồ thế nào rồi? Chuyện với giám đốc Hồ nào về em nói với chị sau. Bây giờ chị làm cho em việc này. Nghe xong biểu cảm trên mặt trợ lý Mon chính là sự khó hiểu. Sao em phải làm thế? Việc của em chị đừng hỏi, cứ làm theo ý em nói. Nhưng tìm ai bây giờ? Thì chị ra ngoài bỏ tiền thuê, thiếu gì người đồng ý. Vậy nha. Bích Vân bỏ ra ngoài trước. Trợ lý Mon lúc này đang liên hệ với một vài bên sự kiện cho Bích Vân. Vừa mệt mà giờ lại thêm việc cô vừa bảo. Không lo kiếm tiền mà cứ thích gây chuyện, chẳng thể hiểu nổi. Sau đó trợ lý Mon cầm điện thoại đi ngay sau đó. Ở nhà hàng Ngọc Châu vẫn đang đợi phần đồ ăn mà mình mua. Lúc này phục vụ cũng mang ra cho cô. Thanh toán tiền xong cô cầm lấy rồi rời khỏi nhà hàng. Vừa ra tới ngoài cửa, bất ngờ có 5-6 người lạ chạy đến vây lấy cô. Họ buông lời mạt sát xúc phạm cô. Tưởng đẹp đẽ thế nào, ai ngờ chỉ là thứ dơ bẩn, dùng thân xác để kiếm tiền. Cô không xứng với danh xưng Ngọc Nữ đâu. Người xô kẻ đẩy làm cho Ngọc Châu hốt hoảng. Mấy người là ai vậy? Tôi không quen biết mấy người, tránh ra để tôi đi. Cô còn giả bộ, đừng nghĩ đeo khẩu trang thì không bị nhận ra. Bài báo bóc trần sự dơ bẩn của cô chúng tôi đã xem rồi. Chúng tôi thật thất vọng. Sản phẩm mà cô quảng cáo chắc gì nó đã tốt. Một người đưa tay giật khẩu trang cô ra, sau đó hô lớn. Mọi người đến xem Ngọc Nữ đi khách tiếp rượu bồ đàn ông đi. Sự chú ý của những người đi đường ngay lập tức dồn ánh mắt về phía Ngọc Châu. Cô vừa sợ vừa hoảng. Những lời bịa đặt sỉ nhục vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Ngọc Châu bịt tai ngồi xuống, miệng không ngừng nói. Tôi không phải mà. Bên trong nhà hàng, Bích Vân đứng khoanh tay nhìn ra ngoài, nở nụ cười hả hê. Sau đó quay trở vào trong bàn. Giám đốc Hồ vẫn đang đợi cô. Đám người vẫn không chịu buông tha, bao quanh lấy cô chỉ trỏ không ngừng. Két. Tiếng phanh gấp của một chiếc xe ô tô sang trọng. Từ trên xe một người đàn ông bước xuống, gương mặt đằng đằng sát khí tiến bước đến đám đông. Theo bên cạnh có thêm hai người thân tín. Anh cất giọng mạnh mẽ. Tránh ra. Tất cả giật mình nhìn đến, trông thấy dáng vẻ của anh ngay lập tức không rét mà run, vô thức đưa chân tản ra. Người đàn ông nhìn cô gái nhỏ tội nghiệp ngồi co ro mà đáy mắt dấy lên tia đau lòng. Anh ngồi xuống ôm lấy cô vào lòng. Đừng sợ, có tôi ở đây. Tâm lý đang không ổn định thêm sợ hãi, bất giác nghe giọng nói quen thuộc, mùi hương không thể lẫn với một ai khác. Ngọc Châu liền cảm thấy an toàn. Cô ngước lên, trên gương mặt nhỏ vẫn còn vương những giọt nước mắt. Cô cất giọng nghẹn ngào, ủy khuất. Chú. Ừ, tôi đây. Bây giờ tôi sẽ đưa em đi. Sau đó anh bồng cô lên đi về hướng xe. Ngọc Châu ngoan ngoãn nép vào người anh. Trông cô giống như một chú thỏ non nớt, đang cần sự dựa dẫm chở che. Còn Mạnh Hùng lúc này ra hiệu cho hai người thân tín. Coi xử lý đi. Dạ ông chủ. Sau đó Mạnh Hùng đưa Ngọc Châu lên xe. Đột nhiên cô lên tiếng. Đồ ăn của cháu. Mạnh Hùng quay đầu lại. Hộp đồ ăn đựng trong túi nằm ở chỗ cô ngồi lúc nãy. Anh liền kêu người. Lấy cái đó đem vào xe cho tôi. Dạ ông chủ. Người thân tín lập tức đi lấy túi đồ ăn rồi đem đến xe. Ngọc Châu ngồi trong xe mới đưa tay cầm lấy. Cảm ơn. Không cần cảm ơn đâu. Sao vậy chú? Dù sao người ta cũng có lòng lấy dùm cháu. Người của tôi làm việc theo lệnh của tôi là nhiệm vụ. Vậy cháu phải cảm ơn chú đúng không? Sao cũng được, bây giờ về nhà à? Cháu phải đến bệnh viện. Nghe cô nói Mạnh Hùng có vẻ lo lắng. Không khỏe ở đâu à? Có phải do bọn người hồi nãy không? Ngọc Châu nhớ lại những lời bọn họ nói. Cô không hiểu mình động phạm gì mà họ lại làm thế với cô. Tự nhiên cô cảm thấy sợ sự nổi tiếng. Cô không ham hào quang đó. Ban đầu cô chỉ muốn giúp Trúc Ngân. Việc được mọi người chú ý còn đặt cho cô danh xưng Ngọc Nữ là điều cô không ngờ. Nhưng tất cả điều này cô vốn không quan tâm. Chỉ là vì nó mà cuộc sống của cô bị ảnh hưởng. Nó bắt nguồn từ ảnh chụp của cô và Mạnh Hùng. Dạ không có. Mà là anh hai cháu đang nằm viện. Cháu ra ngoài mua ít đồ. Sẵn mua đồ ăn đem vào cho chị Trúc Ngân. Nào ngờ... Ngọc Châu nói nửa chừng ngập ngừng, gương mặt hiện lên vẻ buồn bã u sầu. Mạnh Hùng nhìn ra, đáy mắt của anh lóe lên tia sát khí, xung quanh phủ một màu u ám. Tôi sẽ điều tra bọn người đó, không tự nhiên lại biết em ở đây mà kéo tới công kích như thế. Ngọc Châu đơn giản không hề nghĩ sâu xa. Chắc vì họ tin bài báo vu khống đó nên ghét cháu. Bài báo chẳng phải đã gỡ rồi sao? Ngọc Châu kinh ngạc cô nhìn anh. Chú biết bài báo đó hả? Ừ, em định giấu không nói với tôi à? Vốn dĩ là việc của cháu. Cũng may không làm ảnh hưởng đến chú. Nếu không cháu không biết phải làm thế nào. Đúng là ngốc. Việc còn con đó không đáng tôi để mắt tới. Nghe anh nói vậy Ngọc Châu cũng yên tâm. Dù gì cô cũng không muốn vì mình mà để anh bị kéo vào. Dạ. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến em thì tôi nhất định sẽ quan tâm. Không để người khác làm tổn thương em. Ngọc Châu ngước lên nhìn Mạnh Hùng, ánh mắt lãnh đạm nhưng vô cùng kiên định, nó khiến trái tim cô loạn nhịp, cùng đó là sự ấm áp an toàn mà cô cảm nhận được ở anh. Sao chú lại đối tốt với cháu như thế? Tốt với một ai đó cần phải lý do ư? Cần chứ chú, đâu ai tự dưng tốt với ai bao giờ. Cho đó là vì em đi. Một cô gái đang độ thanh xuân trong sáng, làm sao tránh được sự hấp dẫn mãnh liệt từ một người đàn ông trưởng thành chín chắn, đặc biệt đối với mình lại hết mực ấm áp. Gương mặt Ngọc Châu ửng đỏ như quả gấc chín, cô cúi đầu bẽn lẽn, trái tim cô đập nhanh thình thịch. Bệnh viện nào để tôi đưa em đến đó? Dạ, Bệnh viện Quốc tế Đông Á. Mạnh Hùng liền ra hiệu cho người tài xế của mình. Đến Bệnh viện Đông Á đi. Dạ ông chủ. Lúc này điện thoại Mạnh Hùng có cuộc gọi đến. Ngọc Châu thấy vậy quay mặt qua cửa. Cô muốn dành cho anh có sự riêng tư. Mạnh Hùng lúc này cầm điện thoại lên xem. Người gọi anh liền nhấc máy rồi hỏi. Thế nào rồi? Bên kia là giọng của người thân tín. Em đã tra hỏi hết mấy người đó. Thì họ bảo có người bỏ tiền thuê kêu đến. Đợi cô Ngọc Châu ra thì đến công kích. Có tra ra là ai không? Tất cả đều nói không biết. Người này cũng cẩn trọng lắm, đeo khẩu trang mắt kính nên không ai thấy được mặt. Nhất định liên quan đến người đã thuê tên nhà báo đó. Bằng mọi giá phải lôi được kẻ đứng sau đó ra cho tôi. Dạ ông chủ. Tắt máy xong Mạnh Hùng nhìn sang Ngọc Châu. Nhớ lại câu hỏi của cô vừa rồi bất giác suy ngẫm. Từ trước đến giờ anh chưa từng quan tâm ai đó đến mức như vậy cả. Cuộc sống của anh chỉ có thể nói có áp lực bộn bề, bận rộn, thậm chí gặp nguy hiểm. Còn cô lại là một cô gái đơn thuần, thanh khiết, mang cho anh cảm giác muốn che chở, bảo vệ. Cạch. Theo thói quen, Mạnh Hùng lấy một điếu xì gà ra ngậm. Anh mở bật lửa châm rồi đưa lên miệng hút. Một màn khói xám lượn lờ bao phủ gương mặt lãnh đạm của anh, cũng che đi đáy mắt đang dao động ấy. Mũi ngửi được khói thuốc, Ngọc Châu mới quay sang. Trông thấy anh hút thuốc cô cau mày. Không phải cô ghét, mà cô biết nó có hại cho sức khỏe. Chú hay hút thuốc lắm hả? Đưa tay kẹp điếu thuốc đặt lên thành ghế. Mạnh Hùng trả lời. Ừ, sao thế? Chú hút ít thôi được không? Một yêu cầu không làm người nghe cảm thấy bị áp đặt hay khó chịu. Ngược lại chính là không nỡ từ chối. Sao không kêu tôi nghỉ hút, mà lại là hút ít? Cháu biết khuyên chú bỏ thuốc sẽ khó lắm. Đối với một người đã hút thuốc thì nó không đơn giản chỉ là một điếu thuốc, mà còn là người bạn. Khi có áp lực mệt mỏi hay gì đó hút thuốc sẽ giải tỏa phần nào tâm trạng. Nhưng thuốc rất có hại, không tốt cho sức khỏe. Nên cháu mới khuyên chú hút ít đi. Em đang quan tâm tôi à? Ngọc Châu thẹn thùng. Cô là con gái sao dám thừa nhận. Cháu lo cho sức khỏe của chú. Cũng đã lâu tôi suýt quên không biết quan tâm là gì rồi. Ngọc Châu nghe lời Mạnh Hùng nói, bất giác trong lòng nảy sinh một cảm giác xót xa. Tại sao một người đàn ông lại nói lời bi quan như vậy? Anh là người có tiền, nhưng sao lại cô đơn đến thế? Như đã biết trước đó thì anh có mẹ kế, còn về mẹ ruột cô không hỏi đến. Tự nhiên cô tò mò, muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn. Mẹ của chú đâu? Mạnh Hùng cười lạnh, một người đứng trên cao như anh rất đơn độc. Đối với gia đình, từ khi mẹ không còn, anh cũng chẳng còn ai quan tâm đến. Anh phải học tính tự lập, bản lĩnh để thành người thừa kế của gia tộc. Mẹ tôi mất khi tôi 15 tuổi. Sao lại mất hả chú? Mạnh Hùng trầm lặng. Việc mẹ mất không chỉ là nỗi đau mất mát lớn, mà còn chính là nguyên nhân dẫn đến tình cảm giữa anh và ông Phạm xa cách. Ngày định mệnh đó, Mạnh Hùng đi dã ngoại cùng trường, không có ở nhà. Vốn đang chơi vui vẻ, anh nhận được tin mẹ mình gặp tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện. Anh lập tức quay trở về. Lúc vào tới hay tin mẹ đã mất, Mạnh Hùng bị sốc, anh suy sụp hoàn toàn. Bà chính là chỗ dựa tinh thần, yêu thương quan tâm anh. Còn ông Phạm chỉ có công việc, đối với cả bà và anh rất vô tâm. Sau đó đám tang của bà xong, Mạnh Hùng mới biết nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do người phụ nữ bên ngoài của ông Phạm. Đã vậy ông còn bao che bênh vực cho người đó, khiến cho Mạnh Hùng mang lòng oán trách hận ông. Sau này khi mà anh lên nắm quyền trong gia tộc, cũng như điều tra tung tích của người đàn bà đó. Nhưng ông trời cũng có mắt, trước đó mấy tháng bà ta cũng gặp tai nạn mất. Tuy nhiên, quan hệ của cả hai vẫn không thể cải thiện. Sau đó ông Phạm cũng bệnh và ra nước ngoài điều trị. Việc ông lấy bà hai, Mạnh Hùng không phản đối, mà anh cũng không thừa nhận. Anh chỉ xem bà ta như một người chăm sóc cho ông mà thôi. Những thứ bà ta có chính là sự trả công. Bà ấy bị tai nạn. Cháu xin lỗi nếu vô tình nhắc đến chuyện này làm chú buồn, nhưng cháu tin mẹ chú trên trời vẫn luôn dõi theo chú. Không có gì đâu. Xe đã dừng trước cổng bệnh viện. Người tài xế lên tiếng. Tới bệnh viện rồi ông chủ. Ngọc Châu cầm lấy túi đồ ăn nói. Cháu xuống nha, cảm ơn chú nhiều. Mà sao chú có mặt ở nhà hàng lúc nãy vậy? Tới giờ mới nhớ mà hỏi à? Cô gái đầu cười cười. Cháu quên, có việc đi ngang thôi. Dạ cảm ơn chú giúp cháu. Vào đi, định ở đây cảm ơn mãi sao? Dạ. Lúc này cửa xe đã có người mở sẵn, cô bước xuống. Trước khi đi vào trong, còn đưa tay bye bye với Mạnh Hùng. Ngồi bên trong anh cũng phẩy tay lại với ý bảo cô nhanh vào đi. Sau khi thấy cô đã vào bệnh viện rồi, Mạnh Hùng mới kêu tài xế về club mở hát. Anh muốn uống nước. Anh uống tự đi mà lấy. Chẳng phải anh khỏe rồi đó sao? Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không lừa em nữa. Trúc Ngân làm mặt giận. Còn lần sau? Thanh Bình lập tức đưa tay lên thề. Anh hứa không có lần nào nữa. Em đừng giận anh nữa mà. Trúc Ngân chưa muốn bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy. Chuyện là vừa nãy, khi cô còn đang khóc thì nghe được tiếng của anh gọi tên mình. Trúc Ngân. Cô nhìn đến thấy anh tỉnh liền vui mừng. Anh tỉnh rồi. Em khóc sao? Anh xin lỗi đã làm em lo lắng. Chợt nhận ra mình đã kích động mà không làm chủ được cảm xúc. Ngay sau đó cô đã khôi phục lại sáng vẻ bình thường trước đó, lạnh lùng nói. Ai nói khóc phải lo cho anh chứ. Trong đây ngoài anh ra đâu còn ai khác, em đừng trốn tránh. Những lời em nói anh đều nghe cả. Cô có hơi hoài nghi lời anh nói, song vẫn kiên quyết phủ nhận. Tôi nói gì đâu chứ, anh nằm mộng thì có. Không phải do anh mơ, anh nghe rõ từng lời em nói. Nó chính là sức mạnh kéo anh về thực tại. Em yêu anh sao cứ phải tránh né, không chịu thừa nhận vậy hả Trúc Ngân? Sao cứ phải dằn vặt nhau? Anh biết lúc trước anh không trân trọng em là lỗi của anh. Còn hiện tại anh yêu em, tương lai cũng như thế. Chúng ta cùng nhau thực hiện hôn ước nha em. Lúc anh chưa tỉnh, cô có thể nói ra điều cất giấu trong lòng mình, cũng như đối diện với tình cảm của trái tim. Nhưng lúc này cô lại không đủ dũng khí cũng như dẹp bỏ cái tôi trong lòng. Cuối cùng cô đã chọn trốn tránh. Anh vừa mới tỉnh nên lo tịnh dưỡng. Tôi sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh. Sau đó báo cho ba mẹ và Ngọc Châu biết tin để họ không lo lắng nữa. Chờ em ấy quay lại tôi sẽ về. Trúc Ngân vừa mới đi một bước, đột nhiên Thanh Bình la lên. Sao ngực anh đau khó thở quá? Cô cựng người rồi quay lại. Anh làm sao thế? Để tôi gọi bác sĩ. Anh không thở nổi, anh nghĩ mình sắp đi rồi. Anh nói bậy bạ gì thế? Anh tỉnh lại là đã khỏe rồi mà. Anh tỉnh có thể là hồi quang phản chiếu mà thôi. Được nhìn thấy em lần cuối anh vui lắm. Thật sự ra đi lúc này chắc anh không nhắm mắt được đâu. Vẫn còn bao nhiêu dự định dành cho em chưa thể thực hiện. Đặc biệt được nghe chính miệng em nói yêu anh. Chắc đây là báo ứng cho sai lầm ngày đó của anh. Nếu thời gian quay lại anh sẽ không làm tổn thương em, khiến em buồn. Anh muốn em được vui vẻ hạnh phúc mà thôi. Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là giá như. Anh mất cơ hội sửa sai rồi. Nhìn Thanh Bình yếu ớt, ngay cả nói cũng thều thào yếu sức. Rõ ràng anh tỉnh lại là khỏe, nhưng sao lại thế này? Trúc Ngân nghẹn ngào khóc. Anh không được có chuyện gì. Em sẽ gọi bác sĩ, anh đợi em nha. Đừng tốn công vô ích. Anh chỉ muốn dành chút hơi tàn để được bên cạnh em. Giờ em đã không còn yêu anh. Nếu anh có mất em cũng sẽ không đau buồn. Như thế cũng là một điều tốt. Có một chuyện anh muốn nói với em. Dù biết là muộn nhưng anh muốn biết. Đó là anh yêu em. Câu này cô đã từng mong từng mơ ước. Nhưng giờ nghe cô chẳng có cảm giác gì. Có lẽ vì sự sợ hãi đang lấn át. Cô ôm lấy anh khóc nức nở. Anh không được bỏ em. Chỉ cần anh khỏe mạnh, những chuyện trong quá khứ em sẽ không để tâm, cũng không giận anh nữa. Nhưng em cũng không còn yêu anh. Em yêu anh mà. Trước khi yêu, bây giờ vẫn yêu, mãi mãi cũng chỉ yêu mình anh thôi. Chính miệng em nói không được chối nữa đó. Em không chối. Giờ anh chở em đi tìm bác sĩ nha. Anh sẽ không sao đâu. Anh khỏe rồi, em không cần tìm bác sĩ. Anh gạt em, rõ ràng anh đang... Trúc Ngân cảm thấy có gì không đúng. Cô mới quan sát kỹ, Nhìn Thanh Bình cười, cô mới nhận ra mình đã bị anh lừa. Cô đưa tay đánh vào người anh. Anh thật đáng ghét, anh vậy mà lừa tôi. Vừa nãy anh có đau thật nhưng giờ đã khỏi. Có lẽ vì tình yêu của em là phép màu làm cho anh khỏe lại. Anh im đi, tôi không ngờ anh thủ đoạn như vậy. Tôi không tha thứ cho anh đâu. Thanh Bình thấy Trúc Ngân dường như rất giận mình. Anh giả bộ chỉ để cô chịu nói thật lòng mình mà thôi. Nhưng có thể anh đã hơi quá. Ngay lập tức anh đã xin lỗi dỗ dành cô. Đừng giận anh nha cục cưng. Ai là cục cưng của anh hả? Còn ai ngoài em nữa? Em là cục cưng bảo bối của lòng anh. Đừng giận nữa mà, anh biết lỗi rồi. Anh có biết tôi lo sợ thế nào không? Tôi đã từng mơ ước sẽ được anh nói lời yêu. Giờ nghe được lại là lúc anh sắp rời bỏ tôi. Anh có biết đó là điều tàn nhẫn thế nào không hả? Thanh Bình ôm lấy Trúc Ngân vào lòng. Tất cả là lỗi của anh, em cứ đánh anh đi. Thả anh đau chứ anh không muốn nhìn em rơi nước mắt. Nó làm anh đau gấp trăm ngàn lần em biết không? Thanh Bình cầm tay cô đánh vào người mình. Cô liền ngăn lại. Anh làm gì vậy? Chỉ cần em chịu tha thứ hết giận anh, em đánh anh thế nào anh cũng chịu được. Sao em nỡ đánh anh chứ? Anh đau em cũng xót mà. Trúc Ngân, anh yêu em. Chẳng còn lý do để trốn tránh. Cô muốn thành thật với chính cảm xúc của mình. Người đàn ông cô yêu bằng cả trái tim. Cô nói với niềm hạnh phúc. Em cũng yêu anh. Cả hai đang ngồi trên giường bệnh. Thanh Bình vẫn còn mặc áo bệnh nhân. Lúc này anh cúi xuống hôn lên giọt lệ còn vương trên mắt. Sau đó hôn dần xuống môi. Hai người chìm đắm trong hạnh phúc. Ngọc Châu vừa mở cửa ra. Nhìn thấy cả hai hôn nhau. Mặt cô đần ra. Đưa tay dụi mắt mình. Sau đó đưa tay che mặt rồi nói. Em xin lỗi, em không thấy gì hết. Trúc Ngân lúc này đẩy Thanh Bình ra. Cô xấu hổ nên nhìn anh hờn dỗi. Ngọc Châu thấy hết rồi. Đều tại anh hết đó. Ừ, tại anh hôn em nên em mới hôn lại. Anh còn nói. Em không thèm nói chuyện với anh nữa. Em lại với Ngọc Châu đây. Trúc Ngân bỏ đi đến nói. Em đứng yên đó làm gì mà không vào. Ngọc Châu lúc này đang quay mặt ra hướng cửa. Em dành không gian riêng cho anh chị. Nếu biết sớm em đã ở ngoài chờ. Nghe cô nói Trúc Ngân mắc cỡ cứng mình. Cô quay lại lườm Thanh Bình đang ngồi trên giường bệnh. Sau đó cô đến kéo Ngọc Châu rồi chuyển chủ đề. Anh trai em vừa tỉnh. Lát nữa gọi báo cho ba mẹ hay để hai người hết lo. Mà em mua gì à? Ngọc Châu sơ hộp đồ ăn lên. Em thấy chị ăn ít. Lúc ngang qua nhà hàng hải sản em có vào mua phần cua rang me cho chị. Cảm ơn em. Lát nữa chúng ta cùng nhau ăn. Anh cũng muốn ăn. Trúc Ngân nhìn Thanh Bình nói. Anh không được ăn. Giờ em đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh. Em ở đây nha, chị đi kêu bác sĩ. Dạ. Trúc Ngân đi rồi. Ngọc Châu mới đến giường bệnh. Nhìn anh trai cười cười hỏi. Anh và chị Trúc Ngân đang yêu nhau hả? Em đổi cách gọi đi. Phải gọi chị dâu. Nghe Thanh Bình nói vậy, trong lòng Ngọc Châu rất vui. Đối với cô từ trước đến giờ, cô vẫn luôn thích Trúc Ngân là chị dâu của mình. Nhưng sau đó xảy ra chuyện hủy hôn ước của hai người, cô rất buồn. Giờ nhìn hai người tình cảm ngọt ngào như vậy, cô rất mừng. Ngoài cô ra, bà Hà cũng sẽ vui lắm nếu biết tin này. Em sợ chị ấy không cho thôi. Sao lại không cho? Anh sẽ cưới cô ấy làm vợ. Đương nhiên em phải gọi chị dâu rồi. Khi nào hai người mới cưới? Sẽ sớm thôi. Trong đầu Thanh Bình đang có những dự định bất ngờ dành cho Trúc Ngân. Vậy em phải báo tin này cho ba mẹ hay. Ừ, nói mẹ sắp có con dâu. Ngọc Châu chỉ đang nói đùa, nhưng lời Thanh Bình cho cô thấy anh trai đang rất nghiêm túc. Bác sĩ sắp đến rồi, anh nằm xuống đi. Trúc Ngân từ ngoài đi vào nói, Ngọc Châu lúc này mới dọa thử ý cô. Anh hai bảo em gọi chị là chị dâu đấy. Em đừng nghe anh ấy nói linh tinh. Em đã nói chị ấy không cho rồi. Tại cô ấy ngại đó, gọi dần cho quen để nữa khỏi bỡ ngỡ. Anh nghiêm túc lại đi, bác sĩ vào kìa. Bên ngoài bác sĩ cũng đi vào. Trúc Ngân đi sang một bên cùng Ngọc Châu. Sau khi thăm khám kiểm tra, bác sĩ kết luận Thanh Bình hồi phục rất tốt. Khí độc cũng được loại bỏ khỏi cơ thể. Không còn vấn đề lo ngại nào nữa. Hôm nay có thể xuất viện về nhà. Ngọc Châu gọi về nhà báo tin cho bà Hà hay. Sau đó cô lo việc thu dọn. Còn Trúc Ngân làm giấy tờ xuất viện. Đến buổi chiều tài xế đến đón ba người. Thanh Bình ngồi ở ghế sau cùng Trúc Ngân. Anh viện cớ mệt mà ôm dính lấy cô. Trong xe không chỉ có hai người, cô nói nhỏ. Anh ngồi nghiêm túc không được à? Anh là người bệnh ốm yếu mà. Bác sĩ nói anh khỏe hoàn toàn rồi. Anh đừng có mà gạt em. Anh nói thật, chắc do còn ảnh hưởng của khí độc nên anh thở yếu. Trúc Ngân hoài nghi, còn đang lo lắng thì bắt gặp bàn tay của anh đang tay máy trên mặt mình. Lúc này cô chắc chắn anh đang giả vờ. Trong đầu cô lóe lên một ý, cô liền nói. Em thấy anh yếu thật. Ừ, anh nên được chăm sóc. Anh nói đúng, em con gái mềm yếu nên không thể lo được. Giờ em đổi cho anh tài xế xuống đây ngồi với anh. Anh muốn dựa, muốn nằm hay thế nào cũng được. Tài xế ở phía trước nghe vậy tưởng thật mới nói. Vậy giờ tôi đổi cho cô lái hả? Ai bảo đổi, nếu không muốn hôm nay là ngày làm cuối cùng của mình thì tập trung lái xe đi. Người tài xế bị Thanh Bình dọa sợ chán toát cả mồ hôi lạnh, dù trong xe đang bật điều hòa. Tự nhiên anh dọa người ta là sao? Thanh Bình lúc này cũng ngồi nghiêm túc lại, anh nhìn cô, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên. Anh không dọa, mà anh nói thật. Anh vô lý vừa thôi, khi không đuổi việc người ta. Còn không phải vì em sao? Anh ta phải cảm ơn em khi được cơ hội thay đổi môi trường làm việc mới. Em đùa thôi, anh đâu cần nghiêm túc như thế. Vừa nãy anh còn trông giống như một đứa thích làm nũng, làm cho cô suýt quên anh còn là một sếp tổng đầy quyền lực và cũng tâm cơ. Không phải để cho cô dễ trêu chọc, có thể đối với cô anh nhường nhịn, nhưng với người khác không như thế. Không muốn liên lụy ảnh hưởng công việc mưu sinh của người tài xế, cô buộc phải mềm mỏng với người đàn ông này. Cũng do anh trêu chọc em trước, nếu anh bình thường như vậy thì đâu có gì. Bất ngờ Thanh Bình chồm người sang cô, hai người gần như sắp chạm vào nhau. Trúc Ngân bối rối thẹn thùng. Anh làm gì vậy? Ngọc Châu nhìn kìa. Hạ rèm xuống đi. Dạ. Xế lúc này cho tấm rèm ngăn cách ở giữa, phía trước sẽ không nhìn thấy ở ghế sau và ngược lại. Ngọc Châu ngồi ở ghế phụ lúc này tủm tỉm cười. Anh hai cũng quá manh động rồi. Người tài xế bên cạnh nghe cô nói nhưng chỉ giả vờ không biết. Tất cả cũng vì miếng cơm manh áo, tự biết chuyện nào nên nói chuyện nào không. Như vậy em yên tâm rồi chứ? Không ai nhìn thấy chúng ta làm gì đâu. Thanh Bình, anh đàng hoàng lại cho em, anh vừa khỏe lại đó. Thanh Bình khóa kín miệng cô lại. Lúc đầu cô còn chống cự, nhưng sau đó trước sự tấn công mãnh liệt của anh, dần dẫn dụ cô, cơ thể buông lỏng rồi đáp lại anh lúc nào không hay. Cả hai dây dưa triển miên trong nụ hôn sâu nóng bỏng. Một tay đỡ phía sau đầu cô, còn một tay anh luồn vào trong áo sờ soạng. Về đến biệt thự, Ngọc Châu xuống xe trước, sau đó cả Trúc Ngân và Thanh Bình cũng đi xuống. Nhớ lại những việc xảy ra trên xe cô ngại vô cùng. Ngọc Châu tâm lý không hỏi gì đến, nhưng cô lại tự giải thích. Lúc nãy anh trai em muốn ngủ nên mới kéo rèm lại. Em đâu cần phải giải thích với con bé Châu làm gì, trong nhà này nó là nhỏ nhất. Trúc Ngân lườm anh nói, nhỏ nhưng được ba mẹ cưng chiều nhất, anh chỉ được tính sau thôi. Anh không quan tâm, quan trọng em thương anh nhất là được rồi. Trong hai người tình cảm, Ngọc Châu hiểu ý mà tự mình vào nhà trước. Ngọc Châu vào nhà rồi, anh còn không vào nhanh. Em đến đỡ anh đi vào chứ, em quên anh đang là người bệnh à? Anh bệnh nỗi gì? Vừa nãy trên xe anh còn... Nói nửa chừng, Trúc Ngân ngập ngừng dừng lại. Mặt cô đang đỏ lên vì nhớ lại những hành động cản quấy trên xe. Mấy việc tế nhị đó sao cô nói ra được chứ? Người đàn ông này cứ hay giả nai là giỏi. Thật chất anh chính là con sói bị bỏ đói lâu ngày. Cô vừa hay thành món mồi ngon dưới nành vuốt của anh. Anh làm sao nào? Anh còn giả bộ. Em không thèm nói với anh, em vào nhà đây. Nói rồi cô bỏ đi vào trong nhà. Thanh Bình liền đi phía sau. Vào đến phòng khách đã nghe được Ngọc Châu nói chuyện cùng bà Hà. Còn ông Tùng giờ đang ở công ty. Anh hai đã khỏe hoàn toàn rồi, mẹ đừng lo. Con báo cho ba mẹ tin quan trọng. Đảm bảo mẹ nghe xong sẽ vui lắm. Tin gì nói mẹ nghe xem. Mẹ sắp có con dâu, còn con thì có chị dâu. Là thế nào mẹ không hiểu. Anh hai nôn cưới vợ lắm rồi đó mẹ. Cưới vợ mà cưới ai? Còn ai khác ngoài chị Trúc Ngân hả mẹ? Bà Hà nghe đến đây trong lòng vui mừng lắm. Bà không bất ngờ cho lắm, cứ như biết chuyện này là sớm muộn. Cùng lúc Trúc Ngân và Thanh Bình đi vào, bà nói. Hai đứa ngồi đi, còn Thanh Bình đã khỏe hoàn toàn chưa mà xuất viện sớm vậy? Bác sĩ đã kiểm tra nên mẹ đừng lo. Mà ba đang ở công ty hả mẹ? Từ khi con gặp chuyện hôn mê nằm viện, bà con phải đến công ty giải quyết thay cho con. Chuyện của con cũng giấu để không ảnh hưởng. Con biết rồi. Thôi con lên phòng nghỉ đi. Mẹ kêu chị Tâm nấu vài món bồi bổ cho con. Mấy ngày thôi mà mẹ trông con ốm đi rồi đó. Một lát con sẽ về lại nhà ở chung cư. Con không ở lại nhà sao? Bà Hà có ý định muốn Thanh Bình về nhà ở để tiện chăm sóc. Giờ nghe anh muốn về căn hộ riêng có hơi buồn. Con còn có việc cần làm. Mẹ yên tâm, con có người lo cho mà. Ai? Bộ con muốn người làm rồi hả? Đâu có. Vậy sao con nói có người lo? Thì đây. Thanh Bình nhìn sang Trúc Ngân, cô ngơ ngác. Gì mà em chứ? Anh đang nói có em lo đầy đủ cho anh, mẹ cứ yên tâm. Em đâu phải ô xin của anh, mà nhà ai nấy ở chứ. Ở riêng bất tiện, em cứ dọn sang ở cùng anh. Trước sau gì chúng ta cũng ở chung một nhà mà. Anh được tựa bở. Bà Hà nhìn cả hai với vẻ bất ngờ. Nói vậy từ lúc về nước con ở cùng với Thanh Bình à? Biết bà hiểu lầm, cô vội phân trần. Không phải thế đâu mẹ, chỉ là trùng hợp con ở căn hộ đối diện căn hộ anh ấy thôi. À, mẹ em tưởng đâu hai đứa sống chung, mà hai đứa đang yêu nhau đúng chứ? Ngọc Châu lập tức trả lời thay. Mẹ nhìn anh với chị như vậy thì hiểu rồi. Thanh Bình cũng lên tiếng khẳng định quan hệ của cả hai với bà Hà. Đúng là chúng con yêu nhau, cô ấy sẽ là con dâu của mẹ. Bà Hà vui mừng. Mẹ rất vui khi hai đứa con hết hiểu lầm khúc mắc, cũng như nhận ra tình cảm dành cho nhau. Hôn ước cũng sẽ được thực hiện, không phải vì lời hứa của hai ba mẹ, mà là sự đồng điệu đến từ hai trái tim của hai đứa con. Mẹ phải báo tin mừng này cho ông bà xui mẹ biết mới được. Trúc Ngân cũng muốn tạo bất ngờ, phần chưa gấp để thông báo quan hệ của cả hai. Nào ngờ Thanh Bình lại có cùng chung suy nghĩ với cô. Anh ngăn bà Hà lại. Mẹ khoan hãy nói, để chờ xong chuyến công tác con sẽ đưa Trúc Ngân sang gặp ba mẹ bên đó. Con tính như vậy cũng được, mà khi nào con đi công tác? Con chưa biết, vì con nằm viện mà trì hoãn nên cần sắp xếp lại. Làm gì làm nhưng phải chú ý sức khỏe. Lát nữa hai đứa ở ăn cơm rồi hãy về. Chút ba con về tới giờ. Dạ. Sau đó Trúc Ngân và Thanh Bình ở lại ăn cơm cùng cả nhà, rồi mới về lại căn hộ ở chung cư. Trong bữa cơm ông Tùng có nói ngày mai đến ngày giỗ của chị dâu, đó là vợ ông Đông, bác hai Thanh Bình, muốn anh đưa Trúc Ngân về đi cùng cả nhà. Anh cũng đồng ý. Đối với nhà bác hai, Thanh Bình ít khi tới lui vì công việc bận. Bác hai gái bệnh mất đã lâu, bác hai trai lại vào chùa tu. Người anh họ tên Quang Huy cũng không vào an phúc, dù trong công ty có cổ phần của bác hai, nó vẫn thuộc về bác hai. Nhưng ông Tùng có nói bác hai muốn trả lại nhưng ông không nhận, nên số cổ phần đó vẫn được giữ nguyên đến tận bây giờ. Anh họ Quang Huy kinh doanh một quán ăn chay, cùng vợ sống đơn giản, bình dị lắm. Cả hai vợ chồng không con nên tiền kiếm được dành cả vào làm từ thiện. Thanh Bình cũng lấy danh nghĩa công ty mà tài trợ thêm vào cùng. Có lần Thanh Bình đề cập đến cổ phần với Quang Huy, nhưng người anh họ nói sẽ không đụng đến. Đó là tôn trọng nguyện vọng của ba mình, cũng là bác trai hai của anh. Ngoài ra Thanh Bình còn biết mình có người chị họ, nhưng mất liên lạc với gia đình hơn 20 năm, đến nay vẫn chưa có tung tích. Tính theo tuổi thì chị họ lớn hơn cả mẹ anh. Về đến chung cư, Thanh Bình chưa đến nhà ngay, anh bảo Trúc Ngân. Em lên nhà trước đi. Cô không yên tâm nên hỏi. Anh còn đi đâu hả? Anh muốn đến ban quản lý để check camera ngày hôm đó. Vì lu bu cho Thanh Bình nên Trúc Ngân cũng không tìm hiểu cặn kẽ chuyện anh gặp nạn. Sao thế anh? Anh nghi ngờ có người giở trò với xe của anh. Không tự dưng xe không khởi động, khí độc đó từ đâu mà có. Chỉ có người làm thôi. Trúc Ngân thoáng dùng mình sợ hãi. Như vậy có người cố tình muốn hại anh. Anh cũng có suy nghĩ đó. Nếu thế phải tìm ra người đó. Để em đi cùng anh nha. Đương nhiên Thanh Bình sẽ không từ chối yêu cầu của cô. Sau đó cả hai cùng đến phòng quản lý của chung cư, được cho xem camera ngày hôm đó ở hầm đậu xe nhưng lại bị mất. Sao lại không có? Người phụ trách cũng không biết nguyên nhân nên chỉ nói cho qua. Có thể hôm đó đã gặp trục trặc rồi. Thanh Bình lại không nghĩ như thế. Không có tìm được gì nên cả hai đã rời đi. Lúc vào thang máy Trúc Ngân mới nói ra suy nghĩ của mình. Em nghĩ đoạn camera hôm đó không có thì chỉ có một nguyên do. Em cũng nghĩ có người đã xóa sao? Trúc Ngân không ngờ cả hai lại có suy đoán giống nhau. Em nghĩ người này phải có thù hằn rất lớn với anh nên muốn hại anh. Anh nghĩ xem có ai khả nghi không? Trên thương trường, việc bị đối thủ thù ghét là điều không tránh khỏi. Nhưng để có xích mích lớn đến muốn giết mình thì Thanh Bình không nghĩ ra ai. Không có. Anh nghĩ kỹ xem gần đây trong công việc có mâu thuẫn lợi ích với ai không? Anh không nghĩ ra, mà anh sẽ điều tra, em không cần quá lo lắng. Trúc Ngân vẫn không yên tâm trong lòng. Cô cứ cảm giác bất an, nhớ lại những ngày anh hôn mê cô đã sợ hãi thế nào. Thôi mình lên nhà đi. Sau đó cả hai vào thang máy để lên căn hộ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô vợ hứa hôn của sếp tổng của tác giả Hoàng Chi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.